Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Holic Audio. Mời các bạn theo dõi truyện tiệm quan tài phố Tây của tác giả Toái Giả. Tác phẩm thuộc thể loại huyền huyễn, có yêu, có ma, có thần. Hãy cùng theo dõi hành trình tiếp theo đầy kịch tính của trường Quỷ Ly nhé. Chương 20, phủ có đàn nhưng không còn người. Trong cửa nhà thủy tạ là hai tiểu đồng mặc áo lam, nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của Bạch Nham họ liền mở cửa coi như nghênh đón hắn bạch nham bước vào nhà thủy tạ đèn đuốc sáng trưng phóng mắt nhìn căn phòng cực kỳ rộng rãi bài trí bên trong toàn là tranh chữ nổi tiếng đồ trang trí cổ một bàn một ghế vô cùng cầu kỳ hoa lệ cũng khó trách bùi gia là gia tộc có bối cảnh có quyền thế cũng có tiền con cháu bùi gia như bùi đông vũ thích ỷ thế hiếp người vô cùng xa xỉ nhà thủy tạ này ngược lại lịch sử tao nhã không quá thích hợp với những kẻ phàm phu tục tử như bùi đông vũ hồng hồ sơn trang là nơi thế nào nhà thủy tạ khác biệt thanh tịnh thế nào, không phải vấn đề Bạch Nham quan tâm. Hắn vào nhà thủy tạ nhưng vẫn chưa thấy người mời hắn đến, cũng không thấy người hôm nay đến tiệm quan tài đưa thiệp mời, hắn nhìn về phía cầu thang cuối phòng. Một tiểu đồng lanh lành nói với Bạch Nham, sư phụ của ta chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, đang ở trên tầng đợi công tử đại giá Quang Lâm, xin mời công tử. Bạch Nham gật đầu, đi đến cầu thang. Trên tầng lại truyền đến vài tiếng đàn rời rạc, Bạch Nham nghe được rất rõ ràng, đàn kia âm sắc rất chuẩn, tinh thuần trong trẻo, quả là đàn quý khó gặp. Nhưng không biết người gầy vì lý do gì gầy đàn lại không thành làn điệu, giống như vô tâm, lại giống như có tâm sự nặng nề, mỗi âm đều lộn xộn. Không cần đoán nhiều, người đang gầy đàn 89 phần 10 là thành đàm, nhưng thành đàm này thật sự khiến người ta không hiểu nổi, không nói rõ được là kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng rõ ràng rất kỳ lạ. Tầng 2 nhà thủy tạ tổng cộng có hai phòng, Bạch Nham lên tầng nhìn hành lang không dài lắm, mỗi bên là một cửa phòng, cửa phòng tay phải đóng, mà cửa phòng tay trái lại rộng mở, tiếng đàn rời rạc kia quả nhiên là từ trong căn phòng này vọng ra. Bạch Nham thở một hơi, một người phàm sao lại khiến trong lòng hắn bất an như thế? Chẳng lẽ là do gần đây ngủ không ngon sao? Phòng này bài trí chuyên dùng để tiếp khách, trong phòng có một cái bàn tròn to bày đầy thức ăn, nhìn kỹ đều là những món cực kỳ thanh đạm chỉ đặt hai chiếc ghế dựa. Trước cửa là chấn song bằng gỗ, ẩn dưới một lớp màn lụa. Xuyên qua tầng lụa mỏng không khó để thấy bên trong còn một phòng nhỏ. Trong phòng đặt một chiếc bàn, trên bàn là một cây đàn cổ, một cái lư hương, còn một người mặc áo trắng đang đứng tùy tay gảy đàn. Thành Đàm đã sớm nghe thấy tiếng bước chân Bạch Nham, nhưng đến khi thấy Bạch Nham đứng ở ngoài phòng, hắn mới không nhanh không chậm mơn trớn cây đàn, chỉ nói: "Mời vào, mời ngồi." Bạch Nham nhìn bóng người thon dài ẩn sau tấm lụa mỏng, bỗng nhiên nhớ tới trường quầy ly, nàng cũng thích cố làm ra vẻ thần bí. Ngoài miệng lại nói, tại hạ ly lạc phi, ông chủ tiệm quan tài phố Tây, bái kiến giám chính đại nhân. Ly lạc phi, mệt Bạch Nham nghĩ ra, nếu để trường quầy ly biết Bạch Nham lấy trộm họ của nàng, nhất định sẽ mắng hắn không biết xấu hổ. Thành đàm từ sau tấm màn lụa lưỡng thững đi ra, tư thái lười nhác hắn mặc một bộ quần áo trắng đơn giản không sang quý lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng tự phụ. Áo trắng trắng trong thuần khiết, sạch sẽ, trên người cũng không có trang sức dư thừa, nhìn giống thư sinh nghèo túng hơn là sùng thần của hoàng đế. Nhìn khuôn mặt của thành đàm chỉ ở mức gọn gàng thanh tú mà thôi, khóe miệng thoáng mang theo chút ý cười xem ra là người dễ gần. Sắc mặt không tốt, trắng bệch như người bị bệnh lâu năm, lại tăng thêm chút khí chất nhu nhược. Ly công tử Thành Đàm mỉm cười, đọc tên Bạch Nham hai lần, nói, Ly Công Tử mời ngồi. Trước khi đến đây ta đã nghe được rất nhiều lời đồn, đến nơi liền phái người tìm hiểu khắp nơi, nhưng người trong thành không ai biết được xuất thân bối cảnh của Ly Công Tử, thậm chí cả tên họ cũng không ai biết, rất thần bí, thì ra công tử họ Ly. Bạch Nham đi vào phòng, đến bên cạnh bàn thấy Thành Đàm không ngồi xuống hắn cũng không ngồi, khẽ cười nói, ha ha, đây vốn cũng không phải chuyện bí mật. Trường Quỳ Ly đã là thê tử của ta, đương nhiên phải theo họ phu quân, suy đoán như vậy ta không họ ly thì họ gì. Ta đây có thể lắm lời hỏi một câu, vì sao ly công tử lại để ly phu nhân ra mặt mở tiệm quan tài. Con gái buôn bán vốn đã hiếm gặp, huống chi còn là tiệm quan tài. Mà ly công tử dường như cũng không ở trong thành, chỉ xuất hiện một lần ở tiệm, còn trùng hợp hóa giải xấu hổ cho phu nhân, trong đó có nhiều việc thật sự khiến người ta tò mò. Thành đàm vừa hỏi vừa ngồi vào trước bàn, đưa tay mời ý bảo Bạch Nham ngồi xuống, đây là lần thứ ba hắn mời Bạch Nham ngồi xuống. Chuyện này nói ra cũng rất dài. Bạch Nham đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác đối phó mấy vấn đề này của thành đàm, Ly Gia Ta ở vùng Lũng Tây cũng coi như là đại môn nhà giàu, trong nhà rất nhiều quy củ, tất nhiên là không cho phép thê tử xuất đầu lộ diện buôn bán. Nhưng khi ta và Dô Giao mới quen nhà nàng vốn mở tiệm quan tài. Nói ra cũng lạ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã không thể tự kiềm chế mà yêu thương nàng, hạ quyết tâm muốn lấy nàng. Trong nhà biết hoàn cảnh của nàng vốn không đồng ý, nhưng gia mẫu không ngay cản được ta nên miễn cưỡng đáp ứng hôn sự này, nhưng có một điều kiện đó là dô giao không thể tiếp tục mở tiệm quan tài. Ừm, um, hợp tình hợp lý, thành đàm gật đầu tự nói. Bạch Nham tiếp tục nói, ta và Du Giao lưỡng tình tương duyệt, nhưng nàng nhất quyết không muốn đóng cửa hàng. Ta hỏi mãi nàng mới nói ra sự thực, Năm nàng sinh ra, có một đạo sĩ đến nhà, phê mệnh cho nàng, nói mệnh nàng mang sát, sẽ gặp nhiều hoạn nạn trong đời, hỏa đến cả người thân bạn bè. Nếu muốn hóa giải chỉ có hai cách, thứ nhất đó là cắt tóc làm ni cô, cố gắng ít tiếp xúc với người ngoài, cũng không được gặp cha mẹ, thành đăng cổ Phật, suốt ngày sao kinh tụng Phật tiêu trừ nghiệp chướng. Cách này cha mẹ du giao há có thể chấp nhận, vì thế từ bỏ. Một cách khác, đó là mở tiệm quan tài, chuyên việc tang ma, lo ma chay. Đạo sĩ kia nói, đời người hơn mười lại luân hồi một vòng, có sinh tất có tử, có tử tất có sinh, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nếu có thể tiễn đưa người đã khuất, giúp người trọng sinh sau khi chết, cũng coi như công đức vô lượng, tất có phúc báo, cũng có thể hóa giải kiếp nạn trong mệnh của du giao. Kiếp nạn này tin còn hơn không, cha mẹ du giao suy nghĩ mãi cuối cùng nghe lời đạo sĩ kia. Sửa tiệm bánh của gia đình thành tiệm quan tài Sau khi Du Giao hiểu chuyện liền giao việc kinh doanh cho nàng hơn 10 năm trôi qua bình an vô sự. Khi ta đi cầu thân với nhạc phụ nhạc mẫu, nói ra điều kiện trong nhà, bọn họ có chút bối rối. Sau ta cùng với Du Giao nghĩ ra một cách, Du Giao giả vờ đồng ý với điều kiện của cha mẹ ta, gả vào ly ra. Chờ hôn sự qua đi, ta lấy cớ ra ngoài buôn bán đưa Du Giao đi cùng, đến nơi ở mới lại mở một tiệm quan tài để nàng kinh doanh. Ta không ra mặt một là sợ người nhà biết được tin tức, hai cũng sợ có kẻ đặt điều nói xấu làm hỏng thanh danh ly ra, ba là vì ta cũng có công việc của mình. Thực tế, trường quầy ly 300 năm qua cố ý bảo vệ tiệm quan tài kia nguyên nhân chính cũng giống như Bạch Nham vẫn luôn bảo vệ người con gái kia, vô cùng đơn giản chỉ vì một chữ tình mà thôi. Chẳng qua trường quầy ly chưa từng nói rõ, Bạch Nham cũng giả vờ như không biết. Thành đàm gật đầu nói, nói vậy ta hiểu rồi. Ly công tử quả thật là vất vả rồi lời nói dối này bạch nham đã nghĩ sẵn từ ngày đầu tiên đến thành này trao chốt đến mức không tìm ra sơ hở nếu thực sự có người ăn no rảnh rỗi phái người đến lũng tây điều tra thì sẽ tìm được một nhà họ ly giống như bạch nham nói gia đình thương nhân khá giả trong nhà có ba người con trai trong đó người con thứ hai đúng là ly lạc phi mà ly lạc phi này vừa đón dâu một năm trước rồi sau đó đã rời nhà ra ngoài buôn bán muốn nguyên nhân thì tên ly lạc phi này đúng là do bạch nham đặt hơn 20 năm trước, hắn đã giả vì vài thân phận cho mình, trưởng quầy ly và đỗ tuyền, ly lạc phi là một trong số đó. Bạch Nham đi đến ly gia hắn bị đặt từ bát tự cho đến mệnh cách, lừa nhị lão ly ra đến choáng váng cả đầu óc, vâng lời nghe theo. Bạch Nham đặt tên cho con bọn họ, phê bát tự, nói ly lạc phi này khi nào nên thành thân, khi nào có thể ra ngoài buôn bán, vân vân và vân vân. Nói ra thì 300 năm nay, không biết đã có bao nhiêu hộ gia đình mang tiếng oan cho Bạch Nham, Trường Quỳ Ly, Đỗ Tuyền, cũng không biết có bao nhiêu người bị kỹ xảo của Bạch Nham lừa tới lừa lui, vẫn coi Bạch Nham như thần tiên sống mà kính ngưỡng thờ phụng. Cho đến nay, khả năng ăn nói bừa bãi của Bạch Nham đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Thành đàm cẩn thận nghe xong lời nói dối của Bạch Nham, cúi đầu trầm tư trong chốc lát, dường như dễ dàng tin những gì Bạch Nham. Nhưng Bạch Nham tinh tế nhìn sắc mặt Thành Đàm, luôn cảm thấy có chút không thích hợp lại không thể nói rõ vì sao lại có cảm giác này thành đại nhân đường xa mà đến chắc không phải vì muốn điều tra bối cảnh nhà tại hạ đúng không bạch nham hỏi thành đàm nhìn bạch nham mỉm cười nói ly công tử chớ nên hiểu lầm vừa rồi ta chi tò mò thôi đạo sĩ phê mệnh cho trường quầy ly mà ly công tử vừa nhắc đến là đạo trưởng bạch nham đúng không thành đại nhân liệu sự như thần quả thật là đạo trưởng bạch nham khóe môi bạch nham nhếch lên cười, trong mắt lại không có ý cười, ánh mắt hơi liếc qua mặt thành đàm, như là đang chờ đợi cơ hội vạch trần ngụy trang thần bí của thành đàm. Thành đàm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, hai tháng trước, thiếu gia bùi gia bùi đông vũ gây chuyện ở tiệm quan tài, một ngày sau lại trượt chân rơi xuống nước chết đuối, khiến mọi chuyện ồn ào huyên náo, thậm chí kinh động đến hoàng thượng. Ly công tử phải biết rằng ngọc bội công tử dùng để đuổi bùi thiếu gia ngày đó chính là vật được hoàng thượng ngự ban, vô cùng quý giá. Đan thành cách kinh thành vạn giảm trong thành đột nhiên chết vài người có thể kinh động hoàng thượng sao? Như thế là quá mức khoa trương rồi. Bạch Nham rất khó để không nghi ngờ vì sao thành đàm lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bạch Nham giả vờ kinh ngạc, ngẩn người mới hoảng sợ nói ngọc bội kia. Thì ra ngọc bội kia là vật được ngự ban. Công tử không biết sao. Bạch Nham lắc đầu nói, ngày đó mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, Ta ngẫu nhiên đến cửa hàng, lại thấy Bùi công tử thất lễ với du giao. Trong lòng lo lắng suýt chút nữa lao ra động thủ với Bùi công tử. Là đạo trưởng Bạch Nham ngăn ta lại, đưa cho ta khối bạch ngọc kia, nói chỉ cần Bùi Đông Vũ thấy bạch ngọc này sẽ tự giác rời đi, ta không cần sinh sự. Vì thế ta làm theo. Thành Đàm nhíu mày, nghĩ nghĩ, thoải mái cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Nhìn biểu tình của Thành Đàm giống như thật sự tin lý do thoái thác của Bạch Nham, là hắn lừa quá tốt, hay là kỹ thuật diễn của Thành Đàm còn cao siêu hơn Bạch Nham, ngay cả Bạch Nham cũng bị hắn lừa. Thật ra, lần này ta muốn gặp đạo trưởng Bạch Nham một lần, không phải làm theo hoàng mệnh. Thành Đàm bỗng nhiên đứng lên, chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi thong thả hai bước, hoàng thượng coi đạo trưởng Bạch Nham như thần tiên, ta mới vào cung không có duyên được gặp. Nhưng nghe người trong cung nói qua, vị đạo trưởng Bạch Nham này là thần tiên tiên phong đạo cốt, nhiều năm trước được Hoàng thượng tôn kính, muốn phong làm quốc sư, nhưng trước khi Hoàng thượng hạ chỉ một ngày bỗng nhiên biến mất, khiến Hoàng thượng tiếc nuối lâu ngày. Này bỗng nhiên lại nghe được tin tức về đạo trưởng Bạch Nham, Hoàng thượng rất vui mừng, qua nhiều năm, Hoàng thượng đã nghĩ thông suốt, biết đạo trưởng quen nhàn nhã, không nên bị tục sự quấn thân, cho nên mới không sai người đến mời đạo trưởng vào cung gặp mặt. Nhưng thật ra ta lại vô cùng muốn diện kiến kỳ nhân như đạo trưởng, nên mới một mình đến đây, trước khi đi hoàng thượng đã lệnh ta thay người Vân An. Nhưng giờ xem ra đạo trưởng cũng không muốn gặp ta, nếu không cũng sẽ không để Ly công tử đến thay. Bạch Nham cười nói, đại nhân hiểu lầm rồi. Đạo trưởng Bạch Nham quả thật đã ra khỏi thành từ mấy ngày trước, về phần đi đâu thật sự không ai hay, không phải là trốn tránh không muốn gặp. Vậy à, Thành Đàm thản nhiên nói nhỏ, không nghe ra là hoài nghi hay là không tin. Hắn bước hai bước ra sau màn lụa, lại đứng cạnh cây đàn cổ kia có lẽ do ta tới không đúng lúc rồi. Trong lòng Bạch Nham không hiểu được thành đàm này, hắn nhìn không khác người phàm, nhưng lại khiến Bạch Nham cảm thấy một loại áp lực như có như không. Hắn tức kinh thành xa xôi tới nơi đây, chẳng lẽ chỉ vì muốn nói chuyện phiếm hai câu với Bạch Nham, nghe Bạch Nham khéo léo theo dệt bịa đặt sao? Tuy thành đàm nói là vì gặp Bạch Nham mà đến, nhưng hỏi tới hỏi lui đều xoay quanh ly công tử Bạch Nham tạo ra, vấn đề của hắn dường như quá đơn giản, rất dễ trả lời. Câu tò mò thôi của Thành Đàm rốt cuộc là có ý gì? Bạch Nham nhìn bóng dáng đơn bạc phía sau sa mạn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, phần bất an càng tăng thêm. Không hiểu sao thân hình Thành Đàm bỗng nhiên lắc lư, vươn tay đỡ lấy bệ cửa sổ mới đứng vững. "Thành đại nhân?" Bạch Nham lo lắng hỏi một tiếng. Thành Đàm thật sự giống như lời đồn đãi, yếu đuối nhiều bệnh đến mức này mới nói được mấy đã đứng không nổi sao." Thành Đàm khẽ cười một tiếng, nói: "Thật có lỗi, thật có lỗi, cơ thể ta xưa nay không được tốt, đã làm cho Ly công tử lo lắng rồi. Ta nghĩ hôm nay không thể tiếp đón Ly công tử nữa. Ngày khác, đợi ta khá hơn sẽ đến cửa bái phòng vậy." Mới nói mấy câu đã muốn đuổi Bạch Nham đi chạy lấy người sao? Thế này lại càng khiến Bạch Nham khó hiểu, nhưng ngoài miệng vẫn đáp: "Thành đại nhân tĩnh dưỡng, Ly mỗ cao từ." Bạch Nham cung kính không người, rời khỏi phòng. Đi khi và khi đến giống nhau, trong lòng Bạch Nham nặng nề, thậm chí còn có thêm khó hiểu, rốt cuộc thành đàm có ý đồ gì. Rốt cuộc hắn là loại người nào? Chờ Bạch Nham đi xa, thành đàm ngồi vào trước cây đàn, nhẹ nâng tay gảy đàn, không còn là những âm điệu rời rạc, mà là một đoạn khúc, một đoạn cổ khúc thất lạc đã lâu, kèm với tiếng đàn thành đàm còn thì thào một tiếng, rô dao. Đột nhiên thành đàm thất thần, ngón tay không cẩn thận sử dụng quá nhiều sức, nội tình bất giác phóng ra. Tinh, một tiếng, tiếng đàn đứt đoạn, trong nháy mắt sợi dây đàn bị ngón tay thành đám đốt thành bụi, ai, lại hỏng mất một cây đàn tốt. chương 21, khoác ra hồ ly. Nếu bạch nham bên này bị thành đàm không biết từ đâu chui ra khiến cho mờ mịt như rơi vào trong sương mù, thì trường quầy ly bên kia chợt lóe qua lột ra hồ ly ngàn năm ngoài cốc kia, đi theo tòng tố, thành vũ vào phong đô phong đô mây mù minh mông trăm ngàn năm không thay đổi đường nhỏ ngõ hẻm trăm ngàn năm không thay đổi nhà hỏng ngói vỡ trăm ngàn năm không thay đổi yêu quỷ hỗn tạp trăm ngàn năm không thay đổi đã bao lâu rồi trưởng quỷ ly không đặt chân đến phong đô nàng sớm đã không tính rõ nhưng mỗi một con phố mỗi một căn nhà ở nơi đây vẫn không khác gì so với khi nàng rời đi ở nơi này thời gian giống nhau ngừng lại ngày đêm chẳng phân biệt được ở đây lâu người sẽ biến thành quỷ tiền sẽ biến thành yêu thần sẽ biến thành ma mà yêu ma quỷ quái sẽ càng trở nên yêu ma quỷ quái hơn tóm lại phòng đô cũng không phải chỗ tốt đẹp gì cho cam trưởng quầy ly đi dọc theo phố nhỏ ngõ nhỏ rẽ đông rẽ tây đi vào một gian hàng rất nhỏ nếu là người mới đến phong đô căn bản sẽ không tìm nổi cửa hàng này cũng sẽ không biết cửa hàng này vẫn còn mở cửa buôn bán lại càng không biết sốt của cửa hàng này bán cái gì ánh lửa trong cửa hàng nhỏ vẫn còn sáng người nhưng trong cửa hàng lại không có người trong đại đường nho nhỏ đặt hai cái bàn gỗ ghế dựa đã hỏng ngăn tủ tủ quầy bên trong giường như bị đập rất nhiều lần không mất một góc thì cũng có lỗ thủng rõ ràng là lâu năm không được sửa sang bỗng nhiên từ quầy chui ra một người phụ nữ trung niên hơi còng tóc rối tung mặt vàng như nến quần áo cũ trên người mặc dù không có dấu vết may vá lại nhưng hình như đã vài năm không được giặt bẩn bẩn hôi hám không nhìn ra màu sắc ban đầu ta nói không bán rượu người đến bao nhiêu lần cũng thế thôi, đi 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 đi. Người đàn bà kia ngửi thấy mùi hồ ly, không thèm liếc trưởng quầy ly một cái đã đuổi nàng đi. Trưởng quầy ly cởi ra hồ trên người xuống vắt lên cánh tay, mỉm cười nói, lục cô nương, bà còn nhớ ta không? Người đàn bà trung niên lại bị trưởng quầy ly gọi là cô nương, quả thật không hợp với hình tượng. Người đàn bà dương mắt cẩn thận nhìn trưởng quầy ly, chợt cười nói, thì ra là nha đầu ngươi, làm sao vậy? mấy năm nay sống không tốt à, sao vào phong đô còn phải khoác ra hồ ly, người đắc tội với ai mà phải né tránh như vậy. Lục cô nương quả nhiên còn nhớ rõ ta, trưởng quầy ly mỉm cười, nụ cười vô cùng đơn thuần dịu dàng. Nụ cười như vậy Bạch Nham chưa được thấy bao giờ, nếu Bạch Nham ở đây lúc này chắc chắn nhìn đến ngây người, nhiều năm vậy, ta sợ bà thực sự quên mất ta. Lục cô nương cười lấy một bầu rượu từ tủ bát đi đến trước mặt trưởng quầy ly, nói, ngồi đi ngồi đi quả thật đã nhiều năm rồi, bao lâu rồi nhỉ? 700 năm, 800 năm. Trưởng quầy ly lắc đầu, nàng cũng không rõ nữa. Tuy đã lâu, nhưng chi nhớ về ngươi vẫn còn đó, huống hồ nha đầu ngươi lúc trước mặt dày mày dạn nhất quyết không đi. Nhiều năm như vậy quả thật rất hiếm ai dám ở trong quán của ta khóc lóc om sòm như thế. Lục cô nương nhớ tới chuyện cũ, cười rộ lên. Ha ha, lúc trước ta thật đúng là có mắt như mù, lại dám càn quấy với bà, sau này ngẫm lại mà sợ. Nếu lúc đó mà một trường đập chết ta thì làm sao? Trường quầy ly cười nói. Ha 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 ha, được rồi được rồi, lục cô nương cười cười, nói, hôm nay ngươi tới nơi này tìm ta, không phải đến ôn chuyện đúng không? Qua một canh giờ, da hồ ly này của ngươi sẽ bốc mùi hôi. Trưởng quầy ly gật đầu, ăn ngay nói thật nói, ta đến đây xin bà chén rượu. Người muốn tới tháp linh lung trưởng quầy ly lại gật đầu. Đi đến đấy làm gì? Gần đây phong đô cũng không thái bình, người đến phong đô 89 phần 10 đều muốn đến tháp linh lung, nhưng có mấy kẻ có thể ra đâu. Huống chi ngươi chỉ còn một canh giờ. Ta chỉ muốn vào xác định một việc, không cần nhiều thời gian lắm, cũng sẽ không đi vào quá sâu, không nguy hiểm đâu. Lục cô nương nhìn trưởng quầy ly, gật đầu nói đi, ngươi chờ, ta đi lấy rượu cho ngươi, vẫn là quy định cũ, uống rượu của ta, vào tháp linh lung sinh tử không thể tính được nếu ngươi chết hồn phách sẽ thuộc về ta không phải diêm vương ha ha hiểu được hiểu được không đến một khắc lục cô nương lục tung tìm đưa cho trưởng quầy ly một bình nhỏ rượu trưởng quầy ly chỉ uống một ngủ bình rượu đã bị lục cô nương lấy lại đi đi ta cũng không tiễn lục cô nương lấy lại bình rượu lại chui về phía sau quầy giấu bình rượu này về trưởng quầy ly nói câu tạm biệt liền phủ thêm ra hồn ly rời đi. Thành phong lý, bán thụ vinh, thiền căn thác bàn chi diệp phồn lương nguyệt hạ, cổ mộc khô, sinh tử nhất lộ tây thuộc địa phong đô thành, linh lung tháp, tam hồn thất phách sai vô chủ lưu ly đăng, vô sinh hỏa, thiên địa cổ kim kính trung ảnh. Trong gió mát, nửa cây tươi tốt, dễ cây chẳng chịt cành lá xum xuê dưới ánh trăng lạnh, cây già chết héo, tây thuộc một đường sinh tử âm ti, tháp linh lung, ba hồn bảy phách không có chủ đèn lưu ly, vô sinh hỏa, trời đất xưa nay ảnh trong kính. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng ca dao, lượn lờ đầu đường cuối ngõ trong phong đô vắng vẻ âm trầm, rõ ràng là tiếng trẻ con nhưng lại âm u lạnh lẽo khàn khàn. Tiếng ca kia khi thì xa khi thì gần khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, không biết bắt đầu khi nào cũng không biết biến mất khi nào. Trưởng quầy ly khoác tầng ra hồ ly kia rời khỏi cửa hàng nhỏ, thay đổi dung mạo quyến rũ không ai nhận ra, nàng đi không nhanh không chậm nhưng rất tập trung gần đây rất nhiều yêu ma quỷ quái đến phong đô cũng có không ít người tu đạo lẫn vào bọn họ đều tự cảnh giác với tất cả mọi người mọi vật ở phong đô cẩn thận tìm hiểu tin tức tìm nơi đặt chân chẳng qua những người này quỷ này yêu này trường quầy ly cũng không để vào mắt lại càng không đặt trong lòng nhiệm vụ tra xét phong đô giao cho tòng tố và thanh vũ nàng đương nhiên không cần dùng quan tâm giờ nàng chỉ muốn đến một nơi tháp linh lung tháp linh lung không phải một tòa tháp phàm là kẻ thường xuyên ra vào phong đô đều biết chẳng qua tháp linh lung là nơi nào ở chỗ nào lại chỉ có rất ít người biết chỉ có người vô cùng vô cùng quen thuộc phong đô mới biết cách đi đến tháp linh lung cũng chỉ có những người này mới biết được nếu muốn vào tháp linh lung nhất định phải tới quán của lục cô nương mua một ngụm rượu trước nếu không uống ngụm rượu kia dù tìm được tháp linh lung cũng không vào được dù may mắn vào được cũng tuyệt đối không ra được trưởng quầy ly đi ngang qua cửa hàng cổ trạch khách sạn tiểu quán trước kia nàng quen thuộc, càng đi đêm càng sâu, càng đi xương càng dày đặc, khi nàng đến được một cái cầu đá nhỏ, ngoại trừ thềm đá dưới chân nàng gần như không nhìn được bất cứ cái gì nữa. Ngẫu nhiên có người đi lên cầu cũng nhìn thoáng qua, chẳng qua những người đó đã không nhìn thấy nàng, nàng cũng không thấy rõ những người đó. Đi qua cầu đá này, sương mù dày đặc dường như đã tan đi một chút, đi thêm một đoạn cách đó không xa có một bức tường. Giống như tường âm ti tàn phá loang lổ, trên tường có một cánh cửa, cửa sắt thật lớn giống như cửa âm ti nặng vạn cân. Trưởng quầy ly đi đến, vươn tay khẽ đẩy, cửa kia liền mở ra, chẳng những mở hai bên cửa sắt mà cả bức tường cũng biến trong làn xương. Bên trong bức tường, cánh cửa này chính là tháp linh lung, không phải một tòa tháp mà là phong đô thực sự. Phố cảnh, đường đá, quán rượu giống hệt ngoài kia, tháp linh lung chính là phong đô, mà phong đô cũng là tháp linh lung. Bạch Nham trở lại Tây Lĩnh, trong sơn cốc lửa vẫn còn cháy trưởng quầy ly cũng đã trở lại người đi lâu vậy trong tiệm đã xảy ra chuyện gì sao trưởng quầy ly thản nhiên hỏi thu được lời nhắn của ta không bạch nham nói có một vị quan từ kinh thành đến người của tư thiên giám không biết đến để làm gì ta chưa có thời gian điều tra rõ ràng đã gặp hắn nhưng không nhìn ra lai lịch bạch nham hai ba câu đã nói xong cũng không có cái gì trọng điểm Quan tư thiên giám, tới tìm Bạch Nham sao? Bạch Nham lắc lắc đầu, không biết. Người đi lâu như vậy, không tra được gì đã trở lại à? Trưởng quầy ly lườm Bạch Nham một cái, ánh mắt kia đảo qua khiến Bạch Nham cảm thấy là lạ, lạ, cực kỳ không thoải mái. Bạch Nham cười khổ lắc đầu, một lúc lâu sau mới nói, nàng bảo quay về nhìn chẳng qua là mượn cớ đuổi ta đi, dù cửa hàng có phát sinh chuyện gì hay không, dù ta có gặp phiền toái hay không, dù ta có biết ý đồ của tên giám chính kia hay không thì cũng có liên quan gì tới nàng đâu nàng tới phong đô làm gì đây mới là trọng điểm trưởng quầy ly hơi ngạc nhiên hỏi người biết ta đến phong đô nàng cố ý đẩy ta đi còn nói muốn đi tra xét thân phận thanh vũ ta đã biết nàng sẽ đi phong đô xưa nay việc gì nàng cũng luôn mặc kệ sao có thể sinh lòng tò mò với tiểu cô nương vừa mới quan huống chi cho dù thân phận thanh vũ thật sự khác thường, lấy pháp lực của hai chúng ta còn sợ không khống chế được nàng ta sao? Nàng thật sự không phải người biết nói dối, lý do cũng đã khiến người ta nghi ngờ. Hừ, không bằng nói là lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng thì hơn. Trưởng quầy ly dầu dĩ đáp trả một câu, trong lòng nàng tức giận nhưng không muốn phát hỏa, trong mắt trào dâng chút oán độc, né tránh không nhìn bạch nham, không muốn để hắn phát hiện được. Giống như Bạch Nham đã nói, trưởng quầy ly không giống bạch nham. Nàng không thích lừa người, cũng không giỏi lừa người, gặp phải chuyện gì, nàng cũng tùy tính mà làm, cũng không thích giải thích, che giấu, trốn tránh cái gì. Trước kia nếu có chuyện nàng không muốn để người khác biết, nàng sẽ giết tất cả những kẻ biết nhất lao vĩnh giật một nếu có kẻ nào chiêu chọc làm nàng không vui, vậy nàng sẽ thi pháp cho hắn một bài học. Trưởng quầy ly trước giờ hành động vẫn luôn trực tiếp hơn bạch nham, cũng tàn nhẫn hơn bạch nham. Nhưng mấy năm nay, nàng bị bạch nham phong ấn, pháp lực giảm mạnh, chuyện gì cũng có bạch nham ở bên che chở, giúp nàng chống đỡ. Chính vì thế không có ai dám đến trêu chọc nàng, nàng cũng không có cơ hội ra tay dạy dỗ bọn họ. Một nhất lao vĩnh giật, vất vả một lần cả đời nhàn nhã. Bạch Nham đứng bên người trường quỷ Ly, chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, ta biết bí mật duy nhất nàng muốn che giấu chỉ có một, chính là quá khứ. Ta biết, bởi vì ta cũng có quá khứ muốn chôn giấu, cho nên ta chưa bao giờ hỏi, làm như không biết gì cả. Nhưng bây giờ nếu chuyện nàng muốn che giấu liên lụy đến ta, liên lụy đến tiểu tuyền, liên lụy đến Thiên khê và vân nhai, ta đây có phải cũng nên được biết không? Trưởng quầy ly nhếch khóe miệng, cười nói, người nói vậy là chuẩn bị nói cho ta biết chuyện gì sao? Bạch Nham nhìn nụ cười quỷ mị của Trường quầy ly, trong lòng không khỏi run lên, nụ cười đó hắn rất ít thấy, Ấn chứa sự mịt mờ, mang theo vài phần sát ý, vài phần hoán niệm. Ngày thường, nếu Bạch Nham có nói hay làm gì khiến trường Quỳ Ly không vui, chắc chắn sẽ bị nàng mắng mỏ, nghiêm trọng hơn thì sẽ ra tay đánh hắn, nhưng sẽ không bình tĩnh cười với hắn như vậy. Bạch Nham thở dài, nàng ở Phong đâu chắc hẳn đã tra được cái gì, nhưng vẫn quyết tâm lừa hắn, Bạch Nham nhất thời không đoán được trường Quỳ Ly rốt cuộc đã biết cái gì mà lại tức giận như thế. Mạo án khí kia của nàng dường như không phải vì Thiên Khê hoặc Vân Nhai, mà là nhằm vào hắn. Bạch Nham nghĩ nghĩ, thử nói nếu nàng không nói thì để ta nói. Nàng đến Phong Đô là muốn thông qua đèn lưu ly li ở tháp linh lung tìm được Thiên Khê và Vân Nhai, nàng muốn biết bọn họ đang âm mưu cái gì, muốn biết thời cơ đến là lúc nào. Nàng không muốn trốn, không muốn nấp, muốn đánh một trận dù là sống hay chết. Trưởng Quầy Ly đột nhiên dương mắt nhìn Bạch Nham chằm chằm lớn tiếng hỏi người biết tháp linh lung người biết đèn lưu ly người từng đến nơi đó người xem được cái gì rồi quả nhiên là nhằm vào hắn bạch nham vừa nghe trưởng quầy ly chất vấn như vậy liền hiểu được nàng lừa hắn một mình đến phong đô không phải vì thiên khê và vân nhai mà là vì hắn vì điều tra gốc gác của hắn ai quả nhiên nàng vẫn không tin ta chút nào bạch nham thì thào thở dài tin ngươi tin ngươi thế nào cuối cùng trường quầy ly vẫn không nhịn được, tức giận nói, 300 năm trước, ngươi vì che cho tiểu tuyền mà đả thương ta, lại cứu ta từ trong tay thiên khê, hạ chín tầng phong ấn trên người ta trói ta bên cạnh ngươi. Khi đó ta không biết rốt cuộc ngươi là loại người nào, sao lại biết cách phong ấn nguyên thần của ta, vì sao cứu ta, vì sao giam cầm ta. 300 năm nay, ta và Đỗ Tuyền đi theo ngươi, chỉ vì bảo vệ một linh hồn không ngừng chuyển thế luân hồi ta không biết rốt cuộc ngươi yêu nàng ta gây hận nàng ta hoặc là hận chính ngươi quanh ngươi đều là bí mật, ngươi có giao tình với phán quan địa phủ, ngươi biết bí mật của tháp linh lung, ngươi có được sâu rồng, kiếm cự khuyết, hồ lô bát bảo, còn có thể thăm dò được hành tung của thiên khê. Ngươi nói chúng ta đều có quá khứ muốn vứt bỏ, cho nên ngươi biết cảm giác của ta, cho nên ngươi không hỏi, coi như không biết, đúng, coi như không biết, nhưng ngươi đã sớm đến tháp linh lung, đã sớm điều tra rõ tất cả mọi chuyện về ta, cho nên mới có thể lấy tên thật và nguyên hình của ta phong ấn ta. Có phải thế không? Có phải thế không? Bạch Nham cao mày, không dám trả lời. Ha 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 ha, ta trời sinh tính đa nghi. Ta không tin ngươi, trưởng quầy ly bỗng nhiên cười ha hả ngươi muốn ta tin ngươi thế nào đây? chương 22, tội nhân âm ti. Trong sơn cốc, Bạch Nham và trưởng quầy ly rằng co. Trong mắt trưởng quầy ly chứa đầy phẫn nộ, Bạch Nham chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài lại không thể giải thích. Bạch Nham quả thật đã lừa trường Quỳ Ly rất nhiều rất nhiều rất nhiều chuyện, không riêng gì chuyện hắn thông qua đèn lưu ly ở tháp Linh Lung xem quá khứ của trường Quỳ Ly, còn có hải thần bột hải thương Long Doanh Chi, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa. Trước đây là không thể nói, sau này là không biết nói thế nào, giờ có nói ra thì trường Quỳ Ly hơn phân nửa sẽ không tin. Từ 300 năm trước, Bạch Nham đã biết trường Quỳ Ly là cái gì chính vì biết mới có thể phong ấn nàng giam cầm nàng ở bên mình lúc mới gặp trường quỳ ly vì trốn tiên khê và vân nhai hoảng hốt chạy bừa không ngờ lại đi nhầm vào sâu trong núi tuyết vô ý tìm được nước suối thiên linh đó đúng là linh nguyên của đỗ tuyền suýt chút nữa đã bị trường quỳ ly uống vào bụng để chữa thương may mà bạch Nham đang ở gần đó bảo vệ đỗ tuyền chờ hắn tu hành viên mãn hóa thành hình người đương nhiên sẽ không để trường quỳ ly uống mất linh nguyên hủy diệt trăm ngàn năm tu luyện của đỗ tuyền lúc ấy trưởng quầy ly vì trốn khỏi núi ngũ hành mà bị thương sao địch nổi bạch nam vì thế bị bạch nam dùng kiếm cự khuyết đâm bị thương bất đắc sĩ bỏ chạy nhưng không thể rời khỏi núi tuyết trưởng quầy ly ẩn thân trong một khe núi thu liễm hơi thở gần như tiến vào trạng thái gần chết nhưng thiên khê vẫn tìm đến được nàng vốn đã không còn đường trốn vô lực phản kháng đang lúc tuyệt vọng không ngờ bạch nam biết thiên khê tới bắt nàng lại vẫn ra tay cứu nàng giúp nàng lừa thiên khê đi Bạch Nham luôn thích xen vào việc của người khác, trăm ngàn năm không sửa được cái tật xấu đó. Hắn cứu trưởng quỷ Ly lại nhốt nàng ở trong khe núi, nàng bị trọng thương cũng không thể rời đi. Bạch Nham đối nghịch với Thiên Khê, chỉ vì Thiên Khê là ma, còn châm môn của hắn là vì đạo. Sau khi cứu trưởng quỷ Ly hắn cũng đến Tháp Linh Lung Phong Đô, thông qua đèn lưu ly xem quá khứ của trưởng quỷ Ly. Nguyên nhân quan trọng hơn là Bạch Nham sau khi biết được nguyên hình của trưởng quỷ Ly rồi thì không thể giết nàng chỉ có cách phong ấn. Bạch Nham còn nhớ rõ ngày đó hắn từ phong đô trở về, nhìn trường quầy ly nằm trên tuyết trắng thật dày, cánh chim màu vàng phát ra ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt, nhạt. Giây phút đó hắn dường như thấy được chính hắn, trong lòng cũng trào dâng sự thương tiếc đối với nàng. Nàng chẳng qua là muốn yêu mà không biết yêu, trong mê man vô tận đi nhầm vào núi ngũ hành, bị ma tinh hậu khanh dẫn độ thành ma hắn chẳng qua là muốn yêu mà yêu quá sâu, điên cuồng lại làm chuyện nghịch thiên mệnh, không tuân thiên đạo, cuối cùng phải tự hủy diệt, tự làm mình tổn thương, biến mất khỏi trời đất này. Bọn họ đã sai ở đâu? Trường Quầy Ly và hắn vốn đều không hiểu thế nào là tình, vô dục vô niệm vô tham vô si, vì muốn hiểu lòng người mà lại tu ra nghiệp chướng, đây là đạo lý gì? Đúng là vì đã nhìn thấy quá khứ của Trường Quầy Ly, quá khứ nàng muốn vứt bỏ, cho nên Bạch Nham mới biết, biết nàng lặng lặng tựa vào dưới tàng cây nhìn chiều tà, ngơ ngác ngồi trên cầu nhìn dòng nước là lúc trong lòng nàng trống rỗng thất thần hắn hiểu có những ký ức mặc dù ngắn nhưng sẽ tồn tại vĩnh viễn lỗ hổng trong lòng dường như vĩnh viễn không thể lấp đầy hắn biết vì sao nàng cố ý không thay đổi dung mạo cố ý mở cửa hàng quan tài cũng giống như hắn vẫn luôn bảo vệ một người mấy trăm năm không muốn buông tay không muốn rời đi hắn biết nàng không muốn nhắc tới những chuyện này thậm chí không muốn nhớ lại bởi vì những đắng cay chua sót này đều không thể nói nên lời cũng chẳng cầu mong xa vời có người có thể thấu hiểu. Con người chẳng phải có câu đều là khách lưu lạc phương trời, gặp gỡ nhau hà tất đã từng quen. Một sao, chẳng lẽ bọn họ dựa vào nhau 300 năm vẫn không thể tin tưởng nhau sao? Bí mật này vì sao lại trở thành khúc mắc giữa bọn họ? Vì sao lại khiến nàng nghi ngờ, làm cho nàng thẹn quá thành giận? Chẳng lẽ 300 năm vẫn là quá ngắn? Hoặc là trường Quầy Ly không nói sai, là lỗi của Bạch Nham, là hắn giấu quá nhiều bí mật không thể cho ai biết, mới khiến nàng không thể tin hắn. Vẻ mặt Bạch Nham rất phức tạp, bất đắc dĩ có, mất mát có, phiền muộn có, hối hận có, đau lòng cũng có. Đối mặt với chất vấn của trưởng Quầy Ly đột nhiên hắn không nói được gì. Trưởng Quầy Ly nhìn Bạch Nham im lặng không nói, trong lòng càng tức, không chỉ tức giận hắn lén cha xét nàng, còn tức giận hắn lừa nàng quá nhiều. Bạch Nham vốn không phải là người, lại càng không là bán tiên tháp linh lung, đèn lưu ly, li, trong vô sinh hỏa kia không có bạch nham, không có hắn. Chúng sinh tam giới, sinh từ luân hồi, tất cả đều hiện lên trong vô sinh hỏa trong đèn lưu ly, li, nhưng trong đó lại không có bạch nham. Bạch nham vốn không phải bạch nham, hắn chính là một lời nói dối, vô cùng dối trá. Ban đầu một thời gian dài nàng cũng không tin tưởng bạch nham, nhưng nàng không thể làm được gì, vết thương trên người dưỡng hơn 10 năm mới khỏi, chín tầng phong ấn nặng nề tựa như tầng tầng lớp lớp gông xiềng khiến cho pháp lực của nàng giảm mạnh gần như không còn. Cứ qua một trăm năm, Bạch Nham mới cởi bỏ một tầng phong ấn cho nàng, để nàng khôi phục một ít pháp lực. Nhưng lúc nào Bạch Nham cũng theo dõi nhất cử nhất động của nàng, nàng cũng không tìm thấy cơ hội đi điều tra Bạch Nham. Lâu dần, bọn họ càng ngày càng thành thơi an nhàn, nàng cũng không còn nung nấu ý nghĩ kia nữa. Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu quen ba người ngày ngày cãi nhau, nhưng lại dần dần bắt đầu tin hắn ỉ lại hắn nhưng bạch nham dường như còn chưa hiểu lúc này trường quầy ly tức giận có một nửa nguyên nhân là do nàng lo được lo mất sợ hãi thay đổi cho dù chính trường quầy ly cũng không rõ nàng rốt cuộc có mấy phần là lo âu mấy phần là đau lòng hỏa diễm từ trong đống lửa lặng lẽ dấy lên trường quầy ly rời mắt nhìn ngọn lửa kia đến ngây người nàng không rõ cảm tình mơ hồ trong lòng này là gì không biết đây là cảm giác gì, dối thành một cục. Lửa giận trong lòng nàng trào lên nhưng nàng không muốn chúc giận lên Bạch Nham, dù mắng nhiếc hắn thẩm tệ thì có được gì. Bạch Nham lừa nàng 300 năm, chẳng lẽ sẽ vì mấy câu nói của nàng, tức giận của nàng mà thay đổi được gì sao? Tin hắn là chuyện quá mức mạo hiểm, nàng đáng lẽ nên hiểu được từ sớm. Nếu không phải tình thế bây giờ còn chưa rõ, nàng đã sớm phải tay áo bỏ đi, tội gì phải khiến mình uất ức ở đây đối mặt với Bạch Nham. Tuy trong lòng trường quầy ly nghĩ hung hăng vậy, nhưng chỉ cần hơi cân nhắc một tẹo, nếu thật sự muốn đi nàng sẽ không lùi bước. Nói đến oan ức, trong lòng Bạch Nham sao lại không có oan ức cơ chứ? Có một số việc nghẹn ở trong lòng rất rất lâu, chẳng lẽ hắn sẽ thoải mái sao? Nếu không phải liên quan đến việc quan trọng, hắn có khổ mà không được nói, tội gì phải giữ trong lòng. Giờ trưởng quầy ly giận hắn, hắn thật sự chẳng còn cách nào, cái gì sai cũng nhận về mình có hoàn ức cũng phải cố mà nhịn. Không phải hắn chưa nghĩ tới ngày này, cũng không phải không dự đoán được phản ứng của trường Quỳ Ly, mà là suy nghĩ trăm ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Nếu trường Quỳ Ly quyết tâm muốn đi, không biết cách một khóc hai nháo ba thắt cổ có dùng được không đây? Trong sơn cốc trống trải, yên ắng không một tiếng động, hai người đều có tâm sự riêng mỗi người chiếm một bên, giống như nơi này ngoại trừ bản thân thì không còn ai khác. Không khí lạnh như băng dần dần ngưng kết thành xương, Bạch Nham thường thường lén nhìn trường Quầy Ly một cái, nhưng không được đáp lại, cuối cùng ngay tiếng thở dài cũng trở nên vô lực. Ước hẹn một ngày qua rất nhanh, Tòng Tố và Thanh Vũ Tử Phong đô trở về Sơn Cốc trong núi tuyết Tây Lĩnh. trưởng Quầy Ly và Bạch Nham còn đang rằng co, không chịu mở miệng nói chuyện. Thanh Vũ đến, thấy trường Quầy Ly và Bạch Nham vẫn y nguyên như lúc họ đi, nhưng nàng cảm thấy không khí giữa hai người kia có hơi kỳ lạ trưởng quầy ly coi như đang ngủ, từ từ nhắm hai mắt, hơi dựa vào một bên, tòng tố và thanh vũ đi vào nàng cũng không phản ứng. Bạch Nham thì lại cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hoặc là hắn làm rơi bảo bối gì xuống đất mà không tìm thấy. Thấy Tòng Tố và Thanh Vũ hắn cũng chỉ dương mắt nhìn bọn họ rồi lại cúi đầu. Đạo trưởng, trưởng Quầy Ly, chúng ta đã trở về. Thanh Vũ nói. Trưởng Quầy Ly mở mắt ra, vẫn duy trì bộ dáng vừa rồi, nhìn Thanh Vũ và Tổng Tố mỉm cười, không nói gì. Bạch Nham hít vào một hơi thật sâu, cố gắng cười, nói, mau ngồi xuống, nói xem các ngươi ở phong đô tìm hiểu được những gì. Vốn Tổng Tố còn chưa phát hiện Bạch Nham và Trường Quầy Ly có cái gì không ổn, nhưng nụ cười của Bạch Nham vô cùng miễn cưỡng muốn người ta không nhìn ra cũng khó. Tổng Tố ngẩn người, hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không biết hỏi thế nào, hoặc nên nói, hắn có thể nhận ra chỗ không bình thường, nhưng không xác định được rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào cảm giác của thanh vũ nhanh nhạy hơn tòng tố nhiều tâm tư cũng đơn thuần trực tiếp mở miệng hỏi đạo trưởng trưởng quầy ly đã xảy ra chuyện gì vậy ha ha không có việc gì không có việc gì bạch nham cười khổ hai tiếng hỏi trước tiên hãy nói những chuyện các ngươi phát hiện được đi bạch nham trước nay là người thâm sâu khó giò nhưng lần này quả thật khó mà giấu được Thanh Vũ và Tòng Tố đều nhận thấy trường Quỳ Ly và Bạch Nham có gì đó không ổn. Nhưng bọn họ không muốn nói thì cũng không nên miễn cưỡng, chỉ đành kể lại tìm mỉ những chuyện họ thấy khi vào phong đô. Chúng ta làm theo cách đạo trưởng chỉ tìm được câu hòe già kia, lúc trăng lên đỉnh, cái động trên thân cây bỗng nhiên mở ra một con đường, quả thực khiến ta giật thoát tim. Thành Vũ có chút hương phấn, kích động, sau khi vào hốc cây là một con đường không dài lắm, hai bên đường hình như không có gì cả, tối như mực chúng ta cũng không dám đi lung tung, chỉ dọc theo con đường nhỏ kia, không đến một khắc đã nhìn thấy tường thành cửa thành phong đô, trông không khác gì thành chỉ bình thường cả, chỉ hơi cũ kỹ đổ nát một chút. Vệ binh ngoài cửa thành rất nhiều, hơn nữa rất kỳ lạ, bộ dáng là lạ. Thành Vũ nói đến vệ binh này, vẻ mặt có chút vặn vẹo, khoa tay múa chân không biết miêu tả như thế nào, nói xa giống người, nhìn gần. Bạch Nham tiếp lời nói, mặc áo giáp màu trắng, cánh tay rất dài, đa số cầm trường thương ngón tay giống như khô lâu chỉ có xương cốt không thấy rõ mặt chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt phát ra ánh sáng xanh kỳ là còn rất kinh khủng đúng 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 chính là như vậy thành vũ gật đầu đáp vệ binh đó là con dối không chỉ nhìn kinh khủng khi thật sự hung ác còn kinh khủng hơn bạch nham lại cười nói nếu bọn họ nhận được mệnh lệnh thì cho dù bị chém thành từng khối từng khối cũng phải hoàn thành nhiệm vụ không chết không ngừng hơn nữa muốn giết chết con dối vệ binh này gần như là không thể cho nên ai bị con dối vệ binh nhận định là kẻ địch vậy tốt nhất nên sớm chết sớm đầu thai thì hơn thành vũ nghe xong bạch nham nói kinh ngạc đến ngẩn người tổng tố hỏi chúng ta không chỉ thấy con dối vệ binh còn có bốn nữ quỷ áo đỏ đứng trên thành hình như là chỉ huy con dối vệ binh điều tra người ra vào phong đô bốn kẻ đó không phải nữ quỷ mà là bốn đồ đệ của quỷ mẫu hòa linh là yêu quái do sinh hồn tháp linh lung luyện hóa thành. Bọn chúng bị quỷ mẫu hòa linh phái đi thủ cửa thành chứng tỏ trong thành phát sinh chuyện lớn, hơn nữa là chuyện vô cùng vô cùng quan trọng. Bạch Nham giải thích. Tháp linh lung, tổng tô tổ nhớ kỹ ba chữ này, nghĩ nghĩ nói, sau khi chúng ta vào phong đô không lâu liền nghe được bài ca dao không biết từ đâu truyền ra, thành phong lý, bán tụ vinh, thiền căn thác bản chi diệp phùn lương nguyệt hạ, cổ mộc khô, sinh từ nhất lộ tây thuộc địa phong đô thành, linh lung tháp, tam hồn thất phách sai vô chủ lưu ly đăng, vô sinh hỏa, thiên địa cổ kim kính trung ảnh. Bài ca giao này nửa phần trước là cách đi vào phong đô, vậy nửa phần sau tháp linh lung, đèn lưu ly, vô sinh hỏa là cái gì? Bài ca giao này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Bạch Nham cười cười, lắc đầu nói, bài ca giao này chính là tất cả bí mật của phong đô. chương 23, Bí mật của phong đô Dường như từ lúc quen biết Bạch Nham, Tòng Tố bắt đầu biết được đủ loại bí mật. Hắn vốn chỉ thu phục tiểu yêu, đánh tiểu quỷ, nhưng trong hai tháng ngắn ngủn, hắn thấy nữ bạt, gặp thiên tai, vào phong đô. Dường như từ lúc quen Bạch Nham mới bắt đầu thấy rõ đầu đuôi ngọn gốc của thế giới này. Thành Vũ mở to mắt nhìn Bạch Nham, vội vàng chờ Bạch Nham nói ra bí mật này, nàng tò mò hưng phấn, khó có thể kiềm chế muốn biết càng nhiều càng nhiều, cho dù tai ương ở núi tuyết vừa rồi vẫn làm cho nàng sợ hãi cho dù phong đô khủng bố rợn tóc gáy, chúng sinh tam giới đều có mệnh số riêng. trong trời đất chỉ có ba thứ biết được thiên mệnh chúng sinh sổ sinh tử trong điện diêm vương kính thông thiên ở thiên vân đài đèn lưu ly li trong tháp linh lung. mà ba thứ đây lại có chút khác biệt. sổ sinh tử tính sinh tử luân hồi của mỗi người cũng chỉ có thể tra được mệnh số con người, yêu ma và thần tiên không ở trong đó kính thông thiên là bảo vật của thiên đình cũng biết mọi chuyện vạn vật trong trời đất, quá khứ hiện tại tương lai không gì không biết. Thiên Vân Đài có năm vạn thiên binh gác, không có ý chỉ của Ngọc Đế, vương mẫu không ai được đến gần kính thông thiên mà vô sinh hỏa của đèn lưu ly li lại ghi lại quá khứ của sinh linh tam giới. Nếu vô sinh hỏa tát, tức là sinh mệnh đó đã mất, nhưng ba hồn bảy vía không thể tiêu tan cũng không được luân hồi chuyển thế, chọn đời chịu dày vò. Chọn đời dày vò, Tòng Tố thì tháo nhắc lại, đây là bí mật của phong đô. Vậy chẳng phải ai có đèn lưu ly li là có thể trường quản sinh tử của tất cả sinh linh trong tam giới sao? Bạch Nham gật đầu rồi lại lắc đầu, giải thích nói, có thể nói như vậy, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phòng Đô được xây dựng từ bao giờ không ai biết, nhưng có một loại truyền thuyết, Phong Đô được xây nên để bảo vệ đèn Lưu Ly, li, cho nên Phong Đô vốn không thuộc tam giới. Mà tháp Linh Lung ở nơi nào trong Phong Đô căn bản không có người biết, nếu muốn vào tháp Linh Lung trước phải tìm được người bảo vệ tháp Linh Lung, được người đó cho phép mới có thể vào. Mà bắp đèn Lưu Ly li cũng không phải chỉ có một cái hoặc mấy cái mà là vô số. Mỗi một sinh mệnh đều một bắp đèn lưu ly, có vô sinh hỏa thuộc về riêng mình, không phải ai muốn thắp thì thắp, muốn dập thì dập. Về cách tắt vô sinh hỏa, căn bản không ai biết. Ngược lại người tiến vào tháp linh lung, nếu không tuân theo quy định mưu đồ nắm giữ đèn lưu ly sẽ tự chịu diệt phong, người bảo vệ sẽ không để đèn lưu ly ra khỏi tháp linh lung. Nếu không thần bí nguy hiểm như thế, thiên hạ này đã loạn từ lâu rồi. Tổng tố thở phào, là hắn suy nghĩ quá thiền cận. Trong trời đất đều có phép tắc, sổ sinh sự ở Điện Diêm Vương có quỷ sai địa phủ trông giữ bảo vệ, kính thông thiên cũng được bảo vệ chặt chẽ cho dù là thần tiên cũng khó tới gần, đèn lưu ly sao có thể bị kẻ khác dễ dàng lấy được. Thành vũ chấp chấp đôi mắt to, tò mò hỏi, đạo trưởng đạo trường, ta có thể đi xem vô sinh hỏa của ta không? Ta, ta muốn biết cha mẹ mình ở đâu? Bạch Nham ngẩn người, mỉm cười nói, ta không phải là người bảo vệ tháp linh lung, không biết cô có thể vào được không, cũng không biết nếu cô vào còn có thể ra được không. Nhưng thành Vũ à, nghe lão đạo một câu, vô sinh hỏa tốt nhất đừng xem, dình coi thiên cơ là xúc phạm luật lệ của trời đất, tuyệt không không có kết quả tốt đâu. Thành Vũ nghe không hiểu hoàn toàn, chỉ sướng sờ gật gật đầu, nghĩ rằng dường như không xem thì hơn, nếu muốn xem mà có thể xem vậy đã không đặt ở phong đô quỷ quái kia. Tổng tố mở miệng hỏi nói, luật lệ của trời đất là gì? Bạch Nham nâng vỗ chán, tiểu hòa thượng này thật nhiều vấn đề quá, nếu hắn giải thích hết cho tòng tố chẳng phải sẽ tốn mất 3 năm sao. Thiên luật là quy định đối với thần tiên đứng hàng tiên ban trên thiên giới, nhân gian có luật pháp quy định cho quan viên dân chúng, mà ở ma giới cũng có vài quy định phải tuân thủ. Nhưng đại đa số đều là ca lớn nuốt ca bé, ai đạo hành cao thâm, pháp lực mạnh mẽ thì làm chủ. Những quy định đó đều gọi là luật lệ của trời đất, về phần điều mục chi tiết trong đó tiểu sư phụ tự mình nghiên cứu thì hơn. Bạch Nham vừa giải thích vừa đưa cho Tổng Tố một quyển trục. Tổng Tố mở quyển trục ra xem thấy trong đó ghi lại rất nhiều điều cấm luật pháp, giống như chỉ có đầu không có cuối. Hắn không ngừng giải quyển trục ra những mãi vẫn không hết, quyển trục kia nhìn qua không dày, nhưng giải ra đầy đất mà vẫn chưa hết, Tổng Tố và Thanh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Bạch Nham lộ ra một tia cười xấu xa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nín cười, cho Tòng Tố một câu khẩu quyết quyền trục dài rằng giặc kia tự động thu về. Trở lại chuyện chính, các ngươi vào phong đô thuận lợi không? Có bị con rối binh hoặc yêu làm khó không? Bạch Nham hỏi. Thành Vũ lắc đầu, Tòng Tố hồi đáp có làm khó hay không thì không thể nói rõ. Nhưng lần đầu tiên đến phong đô lần đầu tiên nhìn thấy con rối binh, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Nhưng chúng nó chỉ canh giữ ở cửa thành, cũng không ngăn ai lại, giống như sư tử đá trước cửa nhà giàu, chỉ để làm cảnh. Bạch Nham hơi gật đầu, nói, chúng nó bất động thì tốt nhất không nên dây vào. Tiếp tục nói đi. Tổng tố nói, chúng ta dựa theo chỉ thị của đạo trưởng vào phong đô lập tức đi tìm khách sạn bất quy kia. Giống như đạo trưởng nới, khách sạn này quả thật rất kỳ bí, từ cửa thành đi theo đường đá qua ngã tư, qua cầu vào rừng trúc, bên ngoài khách sạn này nhìn giống như một ngôi miếu hoang. Đi vào mới phát hiện bên trong vô cùng ngăn nắp đường hoàng. Vậy hai người có phát hiện gì không? một ngày trước khi rời khỏi núi tuyết Tây Lĩnh, Bạch Nham đã hướng dẫn kỹ càng cho Tổng Tố và Thanh Vũ cách vào phong đô, những chuyện cần cẩn thận, cùng với sau khi vào phong đô thì nên làm như thế nào. Tổng Tố và Thanh Vũ mang theo Bạch Bạch xuất hiện ở phong đô thực tế vô cùng khiến người ta để mắt. Trong phong đô yêu ma quỷ quái gì cũng có, chỉ có người là ít, huống chi hai người kia còn mang theo một con báo tuyết đạo hành thâm sâu bên người. Bọn họ xuất hiện vô cùng chói mắt, yêu ma quỷ quái trên đường phong đô đều nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng không tấn công. Bạch Bạch vẫn đi theo phía sau bọn họ luôn luôn đề cao cảnh giác. Thanh Vũ còn nhỏ, tuy là từ nhỏ lớn lên trong núi rừng, nhưng chưa từng gặp nhiều quỷ quái như vậy trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, vì thế dính sát vào bên người Tòng Tố tìm cảm giác an toàn. Mà Tòng Tố mới vào phong đô, trong lòng cũng lo sợ bất an, yên lặng nhầm kinh vật chấn an tinh thần, dần dần cũng quen với hoàn cảnh khủng bố này, toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm bất quy lâu Bạch Nham nói. Phòng đô ngoại chưa kỳ lạ thần bí, truyền thuyết, yêu ma, thì thật ra không khác thành trấn ở nhân gian lắm. Ở phòng đô nếu muốn biết tình báo, thám thính tin tức, như vậy nhất định phải đến bất quy lâu. Bất quy lâu là một cái khách sạn ở phong đô, có một quy định, chỉ ngủ lại một đêm. Tất cả người, quỷ, yêu vào bất quy lâu đều chỉ có thể ở lại một buổi tối, nếu vượt quá canh giờ còn chưa đi thì vĩnh viễn sẽ không thể rời đi. Đó là vì sao nơi này có tên là Bất Quy Lâu. Về phần vì sao qua một đêm thì không đi được, người thông minh sẽ không cố chấp đi tìm hiểu làm ai, không ai muốn dấn thân vào nguy hiểm đi tìm hiểu xem truyền thuyết này là thật hay giả. Nhưng ai ở Phong Đô Lâu đều biết, Phong Đô nhiều yêu ma quỷ quái lui tới như vậy, luôn có một số ít là vào Bất Quy Lâu sau đó biến mất tăm. Trưởng quỷ Ly Từng ở Phong Đô 8 năm, ngày ngày nhìn yêu ma người phàm ra ra vào vào, biết rõ các loại quy định ngầm ở phong đô. Lúc Bạch Nham nói Tổng Tố và Thanh Vũ vào bất quy lâu điều tra tin tức, nàng đã bất giác hoài nghi lai lịch của Bạch Nham, lại khó kiềm nén bất an và nghi ngờ trong lòng, quyết định tự mình đến phong đô, vào tháp linh lung một chuyến. Tổng Tố và Thanh Vũ dựa theo chỉ thị của Bạch Nham tìm được bất quy lâu, tòa nhà giấu trong chùa miếu Phật Tháp. Trong bất quy lâu, gần như tất cả quỷ mị, yêu vật đều là hình người. Thành vũ đi vào cũng thấy kỳ lạ, quả thực đã cho rằng khách khứ ở bất quy lâu đều là con người, mà bạch bạch không dễ lừa như vậy, mũi nó rất nhạy, đi vào một cái là đã nhận ra nguyên hình của không ít yêu quái, nhưng có mấy kẻ nó cũng không phân biệt được. Cảm giác kỳ lạ này rất giống trường quầy ly, nhưng đám ma quỷ trong bất quy lâu này khiến nó rất không thoải mái, mà trên người trường quầy ly lại không có hương vị khiến người ta ghê tầm này bạch nham lúc ấy chỉ dẫn tòng tố và thanh vũ đến bất quy lâu quả thật là cái một mũi tên hạ hai con chim thứ nhất những kẻ tụ tập trong bất quy lâu đều là yêu ma có chút đạo hạnh tiểu yêu tiểu quỷ bình thường cho dù vào phong đô cũng sẽ không dám đến bất quy lâu chiêu chọc đám yêu ma này mà tòng tố và thanh vũ lại hoàn toàn không biết bất quy lâu nguy cơ tư phía chính không biết như vậy ngược lại có thể làm cho đám yêu ma này sinh ra tò mò tự mình đưa lên cửa thế nên tin tình báo dù không cần thiết nhưng nhất định sẽ chuẩn xác hoặc ít ra sẽ không khiến cho Thiên Khê phát hiện. Thứ hai, Bạch Nham và trưởng Quầy Ly đều chưa rõ thân phận của Thanh Vũ, đưa nàng vào bất quy lâu, vừa khéo thử con báo tuyết cùng Thanh Vũ. Trưởng Quầy Ly đương nhiên sớm đoán được ý đồ của Bạch Nham, nàng không ngăn cản tức là đã đồng ý. Thiên Khê và Vân Nhai đều là kẻ địch của nàng, vốn không liên quan đến Bạch Nham, lại càng không liên quan đến Tổng Tố và Thanh Vũ. Nói dối, thử, lợi dụng đều là chuyện nàng khinh thường việc này tuy rằng đều do Bạch Nham làm, nhưng trong lòng trường Quỷ Ly vẫn không thoải mái. Tổng tố nói đến bất quy lâu, nói đến đám yêu ma trong bất quy lâu này hóa thành hình người, bọn họ người người yêu mị, thấy Thanh Vũ và Tổng tố trong mắt tràn ngập địch ý. Bạch Nham hỏi, có ai chủ động tìm tới hai người không? Thanh Vũ gật đầu nói, có có, là một cô gái rất xinh, mặc quần áo màu xanh biếc, thật khá, quả thực xinh đẹp giống trường Quỷ Ly. Bạch Nham nghe xong hơi hơi sừng sốt, nhìn về phía trưởng Quầy Ly, Thanh Vũ đang khen nàng xinh đẹp sao. Trưởng Quầy Ly vẫn tựa vào tường, mặt không chút thay đổi, nàng đang chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, cũng bị câu nói bất ngờ của Thanh Vũ làm cho kinh ngạc. Tâm tư Thanh Vũ thật đúng là đơn thuần, hay là nàng ta thật sự không biết chính mình rốt cuộc là cái gì? Bạch Nham cười nhẹ, hỏi Thanh Vũ, nàng ta có nói cho hai người nàng ta tên gì không? Có, nàng nói nàng tên như như. Như như, Bạch Nham liếc nhìn trường quầy ly một cái, A à Hoàn bên người Phong Cơ. Tổng tố hơi nhíu mày đầu, hỏi Phong Cơ là thần thánh phương nào. Đạo trưởng hai lần nhắc tới, sắc mặt rất khó coi. Bạch Nham lắc đầu, nói là một lão yêu ngàn năm, là kẻ địch lâu năm với quỷ mẫu hòa linh hiện giờ trường quản phong đô, đạo hành cao thâm, yêu pháp cao cường, đều là yêu ma rất khó đối phó. Nếu so với Thiên Khê thì sao?" Tòng Tố hỏi tiếp nói. "Bọn họ chưa chắc đã là đối thủ của Thiên Khê." Bạch Nham thản nhiên đáp. "Tòng Tố ngẩn người, Quỷ Mẫu Hòa Linh có thể trưởng quản Phong Đô, yêu pháp đương nhiên phải vô cùng cao thâm. Nếu Thiên Khê còn mạnh hơn cả Quỷ Mẫu Hòa Linh, như vậy kẻ địch bọn họ phải đối mặt rốt cuộc khủng bố đến mức nào?" Chương 24: Thanh Vũ và Bạch 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 Nham không cho Tòng Tố nhiều thời gian ảo tưởng rốt cuộc thiên khê lợi hại đến mức nào, liền hỏi Thanh Vũ như như nói gì. Hay là hỏi hai người cái gì? Nàng chúng ta là ai, vì sao lại đến phong đô? Thanh Vũ đáp. Vậy hai người nói như thế nào? Thanh Vũ liếc nhìn Tòng Tố một cái, nói tiểu sư phụ Tòng Tố nhìn như như một cái liền nhắm mắt lại bắt đầu niệm kinh, không thèm nhìn nàng ta. Ta cũng không biết nên trả lời như thế nào, đành phải ăn ngay nói thật nói rằng ta ở tại Tây Lĩnh, hai ngày trước Tây Lĩnh phát sinh đại nạn hiện nay từ thi đầy núi, vì thế đến phong đô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Nham mỉm cười gật gật đầu, ngược lại nhìn Tòng Tố, sợ là hắn rất khó ứng đối với Như Như. Phong cơ có bốn con gái, đương nhiên không phải có quan hệ huyết thống thật, mà là đệ tử, giống như bên người quỷ mẫu Hỏa Linh có bốn yêu quái hộ pháp vậy, Như Như chính là một trong số đó. Các nàng giỏi nhất là lấy sắc đẹp mê hoặc con người, lấy sắc đẹp giết người. Tổng tố pháp lực không đủ chưa chắc đã chịu được mỹ thuật của Như Như. Cũng may hắn có ngộ tính và định lực không tồi, Như Như vừa đến trước mặt hắn, hắn đã có thể cảm thấy không ổn, lập tức chỉnh đốn tinh thần, miễn cho bị Như Như tìm được cơ hội mê hoặc thần trí hắn. Bạch Nham và trưởng quầy ly nghe thanh vũ chậm rãi nói, Như Như luôn luôn cười, cười rộ lên rất hấp dẫn, nàng ta nói nàng ta biết Tây Lĩnh đã xảy ra chuyện gì, nàng ta đến phong đô cũng là vì chuyện đó chúng ta có thể đi cùng nàng ta, như vậy sẽ không sợ bị những người khác ở phong đô lừa. Trưởng Quầy Ly nhìn Thanh Vũ, trong lòng thầm nghĩ, như như này công phu mê hoặc đã tu luyện mấy trăm năm, cho dù nam nữ già trẻ, chỉ cần các nàng muốn, những người đó phải nghe theo, tổng tố có thể giữ vững tinh thần là vì pháp lực của hắn thâm sâu, thứ hai là vì Phật Châu trên người hắn chính là pháp khí rất mạnh. Nhưng Thanh Vũ lại không có gì, cũng không hiểu gì, mà như như lại không làm gì được nàng ta, quả là thú vị. Bạch Nham và Trường Quầy Ly suy nghĩ không khác nhau lắm, hắn hỏi, vậy cô nói như thế nào? Ta nói ta không biết nàng ta là loại người nào, không tin nàng ta. Ha ha, ừ, sau đó thì sao? Bạch Nham không khỏi cười khẽ, Thanh Vũ không giỏi ăn nói, nhưng hai câu này thật sự rất khá. Như như nói nàng ta theo sư phụ đến, bởi vì sắp tới khắp nơi đều có yêu ma đột nhiên tác loạn, Sư phụ nàng nói chuyện này có liên quan đến chủ nhân phong đô quỷ mẫu hỏa linh, vì thế đến phong đô kiến giải với quỷ mẫu hỏa linh. Nàng ta có nói cho cô, vì sao yêu ma tác loạn khắp nơi có liên quan đến quỷ mẫu hỏa linh không? Thành Vũ gật gật đầu, nói ta cũng hỏi nàng như vậy, nàng nói bên ngoài yêu ma nổi lên tác loạn bốn phía, là vì quỷ mẫu hỏa linh bế quan gần trăm năm, đột nhiên xuất quan, có ý đồ cướp lấy vị trí ma tôn bà ta không chỉ muốn nắm trong tay phong đô còn muốn thống lĩnh ma giới, hạ lệnh yêu ma các nơi trong vòng một tháng mang theo lễ vật đến phong đô thăm viếng. Đám yêu ma sợ hãi yêu lực của quỷ mẫu hỏa linh đành phải đi khắp nơi siêu tầm bảo vật khắp thiên hạ lấy lòng quỷ mẫu hỏa linh, vì thế nổi lên mầm tai vạ. Bạch Nham trầm ngâm nói, không ngờ như nhứ lại nói với cô tỉ mỉ như vậy. Thành Vũ nhìn Bạch Nham, lại nhìn nhìn trường quỷ ly, hỏi, như nhứ kia nói thật sao? mà nếu là thật, núi tuyết tây lĩnh này có bảo bối gì khiến nhiều yêu ma quỷ quái ra tay nặng, đầu rơi máu chảy, không chết thì bị thương như vậy? trưởng quỷ ly và bạch Nham đều sửng sốt. đúng vậy, có bảo bối gì đáng để yêu ma chém giết lẫn nhau? lúc trước bạch Nham do thám biết thiên khê đến phong đô cũng là vì tặng lễ cho quỷ mẫu hỏa linh. lúc ấy trưởng quỷ ly nói, lấy tính cách của thiên khê sao hắn có thể tặng lễ vật cho người? trong này nhất định có bí mật. này bí mật này càng kỳ lạ hơn sau khi yêu ma giết chóc tranh đoạt vật quý ở núi tuyết Tây Lĩnh xong, phong cơ mang theo tiểu yêu công khai tiến vào phong đô tuyên bố muốn tìm quỷ mẫu hỏa linh, mà thiên khê thì sao? Thiên khê ở đâu? Bạch Nham lắc đầu nói, núi tuyết Tây Lĩnh có bảo bối gì ta không biết, như như thì sao? Nàng ta có nói gì không? Thành Vũ lắc đầu, đáp ta hỏi, nhưng nàng ta không trả lời, nàng nói ta hỏi nhiều quá, giờ nên đến lượt nàng ta hỏi. Nàng ta hỏi cái gì? nàng hỏi chúng ta vào phong đô bằng cách nào, sao lại tìm được bất quy lâu. Như như đi theo phong cơ tu luyện mấy trăm năm, không chỉ có yêu lực không kém, tâm cơ cũng nặng, nếu không phải nàng ta sớm nhìn ra thanh vũ lai lịch khả nghi sao có thể thành thật trả lời thanh vũ nhiều vấn đề như vậy. Ta đương nhiên sẽ không nói là đạo trưởng chỉ đường cho chúng ta, thanh vũ cúng quyết khoát tay, nói, ta nói là bạch bạch dẫn chúng ta đi. Báo tuyết bên cạnh hừ hai tiếng tỏ vẻ đáp lại. Sau đó thì sao? Sau liền xảy ra chuyện, thanh vũ thở dài, có vẻ buồn rầu, nói, như như không tin lời ta, thay đổi thái độ, nói. Nói? Nói cái gì? Bạch Nham thấy thanh vũ ấp a ấp úng, vội hỏi. Nàng nói bạch bạch là yêu quái, đưa chúng ta đến phong đô vào bất quy lâu là dẫn chúng ta đi chịu chết, tốt nhất là cầm pháp bảo trên người tiểu sư phụ tòng tố hiến cho quỷ mẫu hỏa linh làm lễ vật. Thanh Vũ nói xong không khỏi nhìn Bạch Bạch bên người, Bạch Bạch thở phù phi, dùng đầu cọ cọ vào bắp chân Thanh Vũ, giống như con mèo nhỏ làm nũng. Thanh Vũ nói tới đây, Tòng Tố bỗng nhiên tiếp lời hỏi, "Đạo trưởng, trưởng Quỳ ly, không phải các ngươi đã sớm biết Bạch Bạch là yêu hơn nữa đạo hành cao thâm, mới để cho chúng ta mang theo Bạch Bạch vào phong đô đúng không?" Ngay từ đầu đã muốn thử chúng ta. Bạch Nham bị Tòng Tố hỏi như vậy, không khỏi ngẩn người, hắn toàn coi người ta như đồ ngốc. Giờ thì hay rồi. Trưởng Quầy Ly đứng dậy, thay Bạch Nham đáp lại, người nói không sai, Bạch Nham quả thật có lòng thử các ngươi, đặc biệt là Bạch Bạch. Thành Vũ và Tòng Tố đều nhíu mày, nhìn về phía trưởng Quầy Ly, nhìn trưởng Quầy Ly nhìn chằm chằm báo tuyết nằm ở một bên, nghe nàng tiếp tục nói yêu ma quỷ quái trên núi tuyết Tây Lĩnh chém giết lẫn nhau, nay không tìm thấy nổi vật sống, nhưng các ngươi lại còn sống, đương nhiên không thể bỏ qua công lao của Bạch Bạch khi ta cùng Bạch Nham tới là lúc nó đang đánh nhau với con hồ yêu ngàn năm, nếu Bạch Bạch không có đạo hạnh trăm năm sao có thể chống đỡ được. Nhưng ta không rõ, lấy đạo hạnh của ngươi hoàn toàn có thể kịp thời rời khỏi nơi này, đi thật xa, nhưng ngươi lại ở lại, hơn nữa vì bảo vệ thanh vũ còn không màng đến sống chết, vì sao? Câu cuối cùng trường Quầy Ly không hỏi thanh vũ và Tòng tố, mà là hỏi Bạch Bạch. Bạch Bạch nhìn trường Quầy Ly, chỉ lặng lặng nhìn nàng, không phản ứng. Trưởng Quầy Ly lại nói, ngươi không muốn nói sao, nhưng Thành Vũ rất muốn biết đấy. Ta đoán các ngươi ở phong đâu chắc chắn đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm đúng không? Như nhứ tuy chỉ là một tiểu nha đầu bên người phong cơ, nhưng cũng không phải loại tiểu yêu tiểu quỷ dễ đối phó. Nếu nàng ở bất quy lâu tìm tới các ngươi, nhất định sẽ không khinh địch cho các ngươi rời đi như vậy, huống chi nàng còn để mắt đến Phật Châu trên người Tòng Tố. Lấy năng lực của Tòng Tố muốn thoát khỏi như nhứ không phải không thể. Nhưng nếu phải bảo vệ Thanh Vũ, còn phải đối phó với yêu ma khác ở Bất Quy Lâu, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Tổng tố gật gật đầu, giận dữ nói tiểu tăng pháp lực quả thật không đủ để ứng phó với yêu ma trong Bất Quy Lâu, nếu không có Bạch Bạch cứu giúp, chỉ sợ chúng ta sẽ thực sự một đi không trở lại. Tổng tố và Thanh Vũ đều không nói tỉ mỉ tình huống bọn họ ở Bất Quy Lâu bị bầy yêu ma bao vây chặn đường, nhưng trường Quầy Ly và Bạch Nham có thể đoán được 8-9 phần. Thanh Vũ đưa tay ra vuốt lông trên lưng Bạch Bạch, nói: Bạch Bạch, ngươi nói cho ta biết đi, chúng ta đều biết ngươi không phải yêu quái xấu, ta được ngươi nuôi lớn từ nhỏ, lại cứu ta rất nhiều lần, dù ngươi là cái gì, ngươi vẫn là Bạch Bạch thân nhất của ta. Ta thật sự muốn biết vì sao ngươi luôn bảo vệ ta. Bạch Bạch quay đầu nhìn Thanh Vũ, vẫn không lên tiếng. Trong sơn cốc bốn người một báo tuyết im lặng nửa khắc. Bạch Nham bỗng nhiên thở dài, thôi thôi nếu nó không muốn nói chúng ta tội gì ép nó. Trưởng quầy ly liếc nhìn Bạch Nham một cái, trong lòng nàng đã đoán được một chút, nhưng không biết Bạch Nham có nghĩ giống nàng không. Một yêu thú không thể vô cớ trông coi hoặc bảo vệ một người phàm, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Bạch Bạch theo lệnh ai đó, phải ở bên người Thanh Vũ bảo vệ nàng chu toàn. Thứ hai, Bạch Bạch động tình với Thanh Vũ, mới toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng. Nếu là loại thứ hai, Bạch Bạch không cần thiết phải lấy nguyên ở bên Thanh Vũ, lấy đạo hạnh của nó muốn hóa thân thành người không khó. Nếu muốn Thanh Vũ yêu nó cũng không khó, mà nó lại không làm như vậy, giống như Bạch Nham, dùng phương pháp ấu chỉ như vậy, nói cũng không chịu nghe. Vậy chỉ còn một khả năng, Bạch Bạch là phụ mệnh mà làm. Mỹ thuật của Như Như đừng nói là người phàm, dù là yêu quái, thần tiên đều rất khó chống cự, trừ phi pháp lực cao hơn Như Như, hoặc có pháp khí cường đại gì hộ thân. Thanh Vũ không có gì lại có thể chống lại mê hoặc của Như Như, chuyện như vậy chỉ có thể phát sinh dưới một loại tình huống. Trưởng quầy ly lại lặng lặng đánh giá Thanh Vũ, trăm ngàn trăm ngàn đừng để nàng đoán chúng, nếu thật sự bất hạnh đoán chúng, vậy phiền toái của bọn họ lại lớn hơn rồi. Trong lòng trưởng quầy ly rất bất an, dự cảm điểm xấu này vẫn quanh quẩn không đi. Thời cơ, thật sự đến rồi sao? Bạch Nham nhìn trưởng quầy ly, thấy nàng thất thần, hơi thở dài một tiếng, lại hỏi tòng tố thanh vũ các ngươi rời khỏi phong đô bằng cách nào Thanh vũ nói bạch bạch cõng chúng ta đi ra con dối binh không ngăn các ngươi sao yêu quái đâu cũng không có à bạch nham vốn nghĩ phong đô đi vào dễ đi ra khó sao bọn họ không bị chặn ở cửa thành tòng tố nói con dối binh và yêu quái không ngăn chúng ta nhưng lại dây dưa cùng như nhứ và đám yêu ma tạo cơ hội cho chúng ta rời khỏi phong đô ừ bạch nham nghĩ nghĩ nói có lẽ chuyện ở phong đô không hoàn toàn giống như 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 nói. Tổng tố và thanh vũ trao đổi ánh mắt, đều khó hiểu. Trưởng quỷ ly nói, quỷ mẫu hòa linh và phong cơ vốn là kẻ thù không đội trời chung, huống chi như như dám động thủ trên phong đô của quỷ mẫu hòa linh, yêu quái sao có thể dễ dàng buông tha được. Bạch nham nghe xong, gật đầu, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng không nói thêm gì nữa. Thanh Vũ nhìn Bạch Nham và trưởng quỷ Ly, hỏi chúng ta làm sao bây giờ. chương 25, Pháp trận thủ thành. Thành Vũ nhìn Bạch Nham và Trường Quỳ Ly, hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Bạch Nham và Trường Quỳ Ly đều sửng sốt, chợt đồng thời lắc đầu, không hẹn mà cùng trầm tư. Tổng tố, Thành Vũ đi một chuyến đến phong đô, gặp gỡ yêu nữ như nhứ bên người phong cơ, từ nàng biết được không ít tin tức. Nhưng chút tin tức này không có cái nào liên quan đến thiên khê cả. Ánh mắt Tòng Tố đảo qua bạch nham và trường quầy ly, nghi ngờ trong lòng hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Mới vừa rồi Thanh Vũ nói tin tức ở phong đô cho bọn họ, như như chính là đồ đệ phong cơ, nhưng nhiếp hồn thuật của nàng ta đã khiến Tòng Tố không thể đối phó. May có Thanh Vũ không chịu ảnh hưởng, bọn họ mới có thể thăm dò tin tức ở bất quy lâu. Nếu không có bạch bạch giúp đỡ, bọn họ cũng không thể an toàn ra khỏi phong đô. Một ngày một đêm này Tòng Tố quá mạo hiểm kích thích, cảm giác đó thật sự là không thể nói ra được, nay nhớ lại mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng. Dù như vậy nhưng Bạch Nham và Trường Quỳ Ly dường như cũng không quá để ý đến như như, con dối binh hoặc là yêu quái cửa thành, trong lời nói thậm chí còn không để phong cơ và quỷ mẫu hỏa linh vào mắt. Rốt cuộc hai người bọn họ có lai lịch thế nào mà lại không sợ ngàn năm yêu ma này? Bạch Nham luôn miệng nói mình đạo hạnh còn thấp, pháp lực yếu kém, nhưng Bạch Nham lại giữ một thanh bảo kiếm pháp lực mạnh mẽ, Tuy rằng Tổng Tố không nhận ra kiếm cự khuyết, nhưng chính mắt hắn thấy Bạch Nam dùng kiếm cự khuyết chặt đứt một cánh tay nữ bạt hắn có được sâu ứng long, chỉ bảo như thế dường như hắn lại không quá để ý, tặng nó cho Tổng Tố sâu chỉ châu hắn đối với Phong Đô rõ như lòng bàn tay, rõ ràng rất quen thuộc việc của ma giới đủ loại biểu hiện của hắn rõ ràng nói cho Tổng Tố. Hắn cũng không phải người tu đạo bình thường, càng làm cho Tổng Tố sinh nghi là trường quỷ ly, nàng xinh đẹp khuynh thành, giống như thiên tiên, nhưng nàng lại mở cửa hàng quan tài. Thử hỏi trong thiên hạ có cô gái nào có dũng khí làm chuyện như vậy. Nàng có thể đi theo Bạch Nham vào núi tuyết Tây Lĩnh đã chứng minh pháp lực của nàng không kém. Lúc đầu, Tổng tố trọng thương hôn mê, Bạch Bạch đại chiến cùng Hồ Yêu Ngàn Năm ở ngoài cốc. Nếu không có Trường Quỳ Ly ra tay, chỉ sợ kẻ phải chết là Bạch Bạch. Mặc dù Trường Quỳ Ly nói Hồ Yêu Ngàn Năm kia bị thương nặng, nên nàng mới có thể địch lại nó. Nhưng nhìn nàng hô hấp nhẹ nhàng bình tĩnh rõ ràng là không cần tốn nhiều sức đã đánh bại hồ yêu ngàn năm kia, rốt cuộc đạo hạnh sâu đến mức nào. Chuyện khiến Tòng Tố bất an nhất không phải là phản ứng hôm nay của Bạch Nham và Trường quỷ Ly, bọn họ không thèm để ý quỷ mẫu hỏa linh muốn nhất thống ma giới, không thèm để ý phong cơ mưu toan khơi màu tranh chấp, thậm chí không thèm để ý quần ma tụ tập ở phong đô sẽ loạn nhân gian thế nào. Tâm tư của bọn họ dường như đều đặt lên người thiên khê hiện tại chưa rõ tung tích kia thiên khê này rốt cuộc là yêu ma gì vì sao lại khiến cho bọn họ kiêm kỵ như thế thậm chí còn vượt qua cả quỷ mẫu hỏa linh và phong cơ một khi đã sợ hãi thiên khê như vậy tội gì phải nhọc công đuổi theo manh mối vào tận phong đô trốn xa vào thâm sơn cùng cốc không ai tìm được không phải tốt hơn sao rốt cuộc bọn họ đang điều tra chuyện gì rốt cuộc là đang lo lắng sợ hãi cái gì tòng tố càng nghĩ trong lòng càng hốt hoảng hắn tự biết pháp lực đạo hạnh của mình kém xa Bạch Nham và Trường Quầy Ly, nếu có yêu ma khiến bọn họ phải sợ hãi, thì hắn có thể giúp được gì. Nhưng hắn cũng biết nếu mình đã bị cuốn vào việc này, thì không thể nửa đường chạy trốn được. Chẳng qua, nếu thật sự phải liều mạng, ít nhất cũng phải để hắn chết cho rõ ràng. Đạo trưởng, lúc trước Tiểu Tăng đã hỏi ngài, ngài cũng đồng ý sẽ thành thật, nhưng hôm nay mọi chuyện lại càng khó phân biệt, càng khiến người ta khó hiểu, chẳng lẽ đạo trưởng còn muốn lừa chúng ta sao? Tổng tố hỏi, Phong đô, ta và Thanh Vũ đã tới, có thể hỏi thăm được cũng đã hỏi thăm, chúng ta mạo hiểm tính mạng như vậy, đạo trưởng vẫn không thể giải thích mọi chuyện cho chúng ta sao? Bạch Nham giận dữ nói, không phải không muốn giải thích rõ ràng cho mọi người, mà là, ai, việc này chúng ta còn chưa hiểu được rõ ràng, không biết giải thích thế nào nữa. Làm sao có thể, tổng tố cao này, không qua tin lời Bạch Nham nói, Thành Vũ nhìn Tòng Tố, nhìn Bạch Nham, lại nhìn Trường Quầy Ly, lại hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Trường Quầy Ly bỗng nhiên nói, yên lặng xem xét. Nay yêu ma quỷ quái âm ti tập hợp, trên đất thục này yêu nghiệt hoành hành, lấy lực lượng mấy người chúng ta, dù gặp một con giết một con, gặp một đôi giết một đôi cũng chỉ như muối bỏ biển thôi, còn khiến càng nhiều yêu nghiệt đến đối phó chúng ta, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nếu quỷ mẫu hỏa linh muốn xưng bá ma giới, Phong cơ đương nhiên sẽ là người đầu tiên ngăn cản, vậy cứ để hai kẻ đó đấu pháp đi. Chúng ta tham gia vào cũng chẳng có kết quả tốt, không bằng nghĩ cách bảo vệ dân chúng bình dân, miễn cho phong đô đại loạn châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Tổng tố đồng ý gật đầu. Những lời này trưởng quầy vốn nói cho Tổng tố nghe, hắn còn trẻ, tu hành còn chưa tới, vốn không nên nhúng tay vào chuyện giữa nàng và thiên khê. Huống hồ hắn cũng không có bản lĩnh đấy, không bằng giao cho hắn một chuyện hắn có thể làm, cũng coi như tích đức. Ta biết có loại trận pháp có thể bảo vệ thành trấn, thôn xóm không bị yêu ma tập kích, có thể bảo vệ một chút dân chúng xung quanh phong đô. Tổng tố nghe trường Quỷ Ly nói vậy, trong lòng vui vẻ, vội hỏi, không biết trường Quỷ Ly có thể giao trận pháp này cho ta không? Trưởng Quỷ Ly mỉm cười nói, đây là đương nhiên, nhưng trận pháp này cần người trông coi, không để yêu nghiệt từ bên ngoài phá hỏng. Hơn nữa trận pháp này có khuyết điểm lớn, nếu người phàm trong trận tự nguyện rời khỏi trận pháp, ra ngoài sẽ không thể bảo vệ được, mà khi người đó bị yêu nghiệt tấn công, nhập vào thân thể con người đi vào trong trận, trận này cũng không có tác dụng. Cho nên bài trí trận này xong còn cần tiểu sư phụ ở lại thục để bảo vệ. Tổng tố không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp, cứu một mạng người hơn xây bảy toàn tháp, huống chi là cứu vất trăm ngàn dân chúng đất thục, tiểu tăng chết muôn lần cũng không chối từ. Thành vũ nói xen vào, ta và bạch bạch cũng muốn giúp nhưng trưởng quầy ly này, bạch bạch có thể đi vào trận này được không? Nếu thanh vũ cô nương đồng ý giúp đỡ thì thật quá tốt. Thanh vũ cô nương hiểu được tiếng chim thú, nếu có yêu nghiệt đến, có tiếng chim hót thú gào báo động trước, đưa mọi người vào trận bảo vệ. Về phần bạch bạch, ta nghĩ nó phải chiếm được thân thể của con người mới có thể vào trận này. Chiếm thân thể con người, thanh vũ rất khó hiểu, chiếm thân thể con người như thế nào có rất nhiều cách để chiếm thân thể con người, ta nghĩ bạch bạch hiểu được. Nhưng nếu bạch bạch là yêu quái, nếu chiếm thân thể con người cũng sẽ gây ra chút thương tổn, chỉ cần không quá 5 ngày, người bị mượn thân thể vẫn có thể chịu được, nhiều nhất mà hôn mê mấy ngày sẽ phục hồi như cũ. Nhưng nếu thời gian quá dài, chỉ sợ hồn bay phách tán, từ nay về sau điên loạn thậm chí là mất mạng. Thành Vũ nhìn Bạch Nham và Trường Quỳ Ly, hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Vũ kinh ngạc một lúc mới giật mình gật đầu, sờ sờ bạch bạch, nói ta biết, ta cam đoan bạch bạch sẽ không làm chuyện hại người. Ừ, trưởng quầy ly lại nói với Tổng Tố, bây giờ ta sẽ giao phương pháp bày trận cho tiểu sư phụ. Trưởng quầy ly dùng một canh giờ giải thích cho Tổng Tố cách bày trận và các tài liệu có liên quan, lại lấy vài phù chú chân yêu của bạch nham giao hết cho Tổng Tố. Rồi sau đó bốn người lại thảo luận một lượt, quyết định tòng tố và thanh vũ ở lại giúp dân chúng tục chống đỡ yêu tà xâm nhập, thuận tiện chú ý tình huống ở phong đô, nếu có gì lạ xảy ra thì dùng hạt giấy bạch nham để lại để liên lạc. Mà bạch nham và trường quầy ly tiếp tục điều tra tung tích của thiên khê, đợi bọn họ điều tra đầu đuôi sự việc, rồi trở về gặp tòng tố thanh vũ thương lượng tiếp. Trường quầy ly và bạch nham rời khỏi núi tuyết Tây Lĩnh đã là nửa đêm canh ba, lại một ngày nữa trôi qua. Trên đường trường Quầy Ly vẫn không để ý đến Bạch Nham, khiến Bạch Nham không hiểu sao có chút hốt hoảng. Yên lặng quá lâu, không khỏi muốn tìm chút chuyện để nói, chỉ cần trường quầy ly mở miệng trò chuyện cùng hắn là tốt rồi. Trận pháp nàng giao cho Tòng Tố là thiên hạ đệ nhất sát trận chu tiên trận giáo chủ thông thiên bầy bố ngàn năm trước đúng không? Bạch Nham nói, nhưng không có bốn căn bảo kiếm chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên làm trụ trận mà thay bằng bùa chú của ta thì uy lực của nó cũng không bằng một phần vạn chu tiên trận trưởng quầy ly thản nhiên liếc bạch nham một cái nói chỉ là đuổi yêu mà thôi cần gì dùng đến sát trận như chu tiên trận chứ huống chi trận này chỉ dùng để bảo vệ dân chúng đâu phải dùng để huyết tẩy thành trấn ta chỉ không ngờ tòng tố lại nghe lời nàng như vậy ngay cả thanh vũ cũng tự nguyện ở lại thục người nói dối lừa bọn họ nghĩ cách thử bọn họ là ngươi chứ đâu phải ta huống chi tòng tố cũng không phải kẻ ngốc mãng phu hắn có lòng hàng yêu phục ma Cổ độ chúng sinh, không có nghĩa là mạng của hắn không đáng một đồng có thể tùy ý hy sinh, giữ người có ích làm việc có ích, tu vi của hắn cũng không đơn giản. Về phần thanh vũ sao, nàng từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh, giờ có tổng tố đáng giá để người ta tín nhiệm dựa vào, đương nhiên là muốn đi theo. Huống chi nàng còn muốn biết rõ thân thế của mình, tự nàng đi thăm dò là mò kim đáy bể, không bằng chờ chúng ta giúp đỡ nàng điều tra tốn ít thời gian và sức lực. Hoa! Wow. Cuối cùng nàng cũng nói chuyện với hắn rồi, trong lòng Bạch Nham lén thở phào, còn nói thêm, tổng tố có thể cứu vớt chúng sinh không phải nhờ nàng sửa lại chu tiên trận sao, có thể sửa trận pháp tuyệt sát này thành trận phòng ngự thật đúng là quá lợi hại. Hừ, không cần ngươi khích lệ. Trưởng quầy Ly vốn tinh thông kỳ môn độn giáp thuật, lại giỏi hành binh bày trận, nhưng lâu rồi không dùng, chính nàng cũng suýt quên. Bạch Nham khen nàng như vậy chẳng khác nào châm chọc nàng. Bạch Nham bỗng nhiên cười khẽ nói ta khen nàng không phải vì nàng sửa lại chu tiên trận mà vì nàng chịu giúp những người phàm bé nhỏ như con kiến kia nàng luôn nói mặc kệ nhưng chuyện tới trước mắt nhất định sẽ ra tay cứu vớt quả thật là có tấm lòng nhân từ ta bỗng nhiên không hiểu vì sao lúc trước nàng lại nhập ma đạo người thích xen vào việc của người khác như vậy vì sao ta thành ma chẳng lẽ ngươi không biết sao nhớ tới bạch nham đã từng đến tháp linh lung điều tra chuyện cũ của nàng trường quầy ly tức không có chỗ phát hung hăng nói, không phải ngươi đã điều tra rõ ràng từ sớm rồi sao? Hỏi nhiều vậy làm gì? À, này, là ta sai rồi. Bạch Nham mang theo vài phần khẩn cầu nói, 300 năm trước lúc mới gặp, ta nào biết rằng nàng không phải là yêu ma đại ác đại tà, sao có thể dễ dàng tin nàng cứu nàng được? Này 300 năm đã qua, ta đương nhiên hiểu rõ bản tính của nàng, đương nhiên là tin nàng. Nợ cũ từ 300 năm trước, chẳng lẽ bây giờ nàng muốn thanh toán với ta sao đúng bây giờ ta muốn thanh toán rõ ràng với người đấy trưởng quầy ly kiên quyết nói ngươi bạch nham lão đạo chết tiệt rốt cuộc là thần thánh phương nào lai lịch thế nào vì sao lúc trước nhúng tay cứu ta giờ vì sao lại phải nhúng tay vào chuyện của thiên khê nếu ngươi không nói rõ ràng vậy chúng ta tốt nhất là mỗi người đi một ngả này nàng muốn ta bắt đầu nói từ đâu Hừ, từ đâu cũng được, chỉ sợ ngươi không nói thôi. Này, ta, không thể. Không thể, hừ, không thể thì không thể đi. Trưởng quầy ly bỗng nhiên cười cười, nói, không cùng chí hướng, không cùng đường, một đạo trưởng bạch nham cứ tiếp tục tu hành đi, ta không quấy dày. Dứt lời, trưởng quầy ly lắc mình rời đi, trong lòng bạch nham cuống lên, vội đưa tay giữ chặt nàng lại, trên người nàng còn có sáu tầng phong ấn, nếu lúc này gặp phải thiên khê hoặc vân nhai, làm sao thoát được nàng tức giận thì cứ tức giận nhưng đừng lấy tính mạng của mình ra đùa ai cần ngươi lo trưởng quầy ly dùng sức vung tay nhưng không hất tay bạch nham ra được buông ra ta nói ta nói ta nói là được chứ gì về nhà trước về nhà nàng hỏi cái gì ta đáp cái nấy thế đã được chưa trưởng quầy ly muốn đi bạch nham không chịu nhưng thật sự bắt hắn nói thật vậy cũng không dễ dàng nợ cũ mấy trăm năm hai ba câu sao có thể giải thích rõ ràng được, chứ cứ đưa trường quầy ly về đã, mọi chuyện từ từ thương lượng sau. trưởng quầy ly liếc mắt nhìn bạch nham, trong lòng hắn nghĩ gì chẳng lẽ nàng không biết sao. Chẳng qua tuy trong lòng nàng có giận có tức cũng có bất an. Bạch nham nói không sai, bằng sức mạnh của trường quầy ly vốn không đấu lại tiên khê vân nhai, huống chi trên người nàng còn có sáu tầng phong ấn. Trước lúc Bạch Nham cười bỏ phong ấn trên người nàng, nàng vốn không có thực lực đấu với thiên khê. Lùi một bước tính sau, giờ nàng bỏ đi chính là hành động theo cảm tính, cuối cùng vẫn sẽ hại chính mình. Sống hơn một ngàn năm tính tình của nàng đã bất phóng túng không ít, tính tình cũng không vội vàng sao động như trước nữa. Ứng ừ phó với thiên khê, có thêm bạch nham vẫn là sự trợ giúp không nhỏ. Cho dù là giận hắn tức hắn hay hận hắn, chẳng thà lợi dụng hắn thì hơn, huống chi bạch nham cũng vẫn luôn tình nguyện. Nghĩ như vậy, cuối cùng trường quầy ly cũng tự tìm cho mình được một lý do tiếp tục ở lại bên bạch nham một lúc lâu sau trường quầy ly mới nói được trở về nói sau phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn